Cô chào tất cả các em. Các em thân mến, trong thực tế thì chúng ta đã biết ứng dụng của đèn xì acetylen dùng để hàn, cắt kim loại. Rồi trong thực tế, người ta cũng có thể dùng khí ethylen để kích thích những trái cây mâu chính hoặc những ống dẫn nước làm bằng PVC hoặc những màn che mưa, những túi đựng hàng được điều chế từ ethylen. Vậy ethylen acetylen là gì? Chúng là những hydrocarbon không no. Vậy những hydrocarbon không no là những hydrocarbon mà phân tử của chúng có chứa liên kết bội. Liên kết bội ở đây có thể là liên kết đôi hoặc liên kết ba hoặc là cả hai. Tuy nhiên không có dạng mạch vòng mà chỉ có dạng mạch thẳng hoặc là phân nhánh. Những hydrocarbon không no mạch hở quan trọng mà chúng ta được học trong chương trình lớp 9 là ethylene và acetylene. Vậy nó có những tính chất và ứng dụng thực tiễn nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu chủ đề giới thiệu về hydrocarbon không no. Xin giới thiệu với các em, đây là mô hình cấu tạo phân tử ethylene và acetylene ở dạng dạng rỗng. Ethylene có công thức phân tử là C2H4 và nó có công thức cấu tạo được viết như sau. Đây là công thức cấu tạo của C2H4. Một gạch là liên kết cái đơn, hai gạch là liên kết cái đôi. Các em chú ý, trong phân tử ethylene tồn tại liên kết đơn nối giữa nguyên tử carbon với nguyên tử hydro. Liên kết đôi là hai liên kết nối giữa hai nguyên tử carbon với nhau. Và trong liên kết đôi này có một liên kết kém bền. Và liên kết này dễ bị đứt trong các phản ứng hóa học. Và ta có thể viết gọn như sau: CH2 nối đôi CH2. Tiếp theo, acetylene có công thức phân tử là C2H2 và nó có công thức cấu tạo là H nối đơn C nối 3 C nối đơn H. Một gạch là nối, nối đơn, ba gạch, đây là nối, nối ba, là liên kết ba. Trong phân tử ethylene tồn tại liên kết đơn giữa nguyên tử carbon với nguyên tử hydro. Liên kết ba là ba liên kết nối giữa hai nguyên tử carbon với nhau. Và trong liên kết ba này có hai liên kết kém bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học. Và ta có thể viết gọn như sau: CH nối 3 CH. Và bây giờ các em hãy so sánh cho cô cấu tạo phân tử giữa ethylene và acetylene. Các em nhìn thấy ethylene có liên kết mấy đây? Liên kết đôi. Thì trong liên kết đôi này có một liên kết kém bền. Acetylene chứa liên kết cái 3 và trong liên kết 3 này thì chứa hai liên kết kém bền. Vậy thì giống nhau, thì cả hai đều là hydrocarbon, đều có liên kết kém bền. Khác nhau, ethylene có một liên kết đôi, một liên kết kém bền. Acetylene có một liên kết ba thì có hai liên kết kém bền. Các em thân mến, ethylene và acetylene có công thức cấu tạo như thế, vậy thì tính chất vật lý của nó sẽ ra sao? Ta nghiên cứu sang phần tính chất vật lý. Các em biết rằng ethylene và acetylene đều là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí. Chính vì tính chất ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí nên cả hai khí ethylene và acetylene đều được thu bằng cách đẩy nước và chúng được ấp ngược ống nghiệm xuống. Các em nhìn thấy, đây là hình ảnh thu khí ethylene và acetylene bằng cách đẩy nước. Thì lúc nãy các em đã nghiên cứu công thức cấu tạo của ethylene và acetylene. Các em đã biết được hai chất này đều có liên kết kém bền. Vậy thì tính chất hóa học của hai chất này có giống nhau không? Ta tiếp tục nghiên cứu sang phần tính chất hóa học. Thứ nhất là phản ứng cháy.
Các em biết rằng tất cả các hợp chất hữu cơ đều có phản ứng cháy hoàn toàn, tạo ra sản phẩm là CO2 và H2O. Vậy thì ethylene và acetylene cũng không ngoại lệ. Đối với ethylene, phản ứng cháy được viết như sau: C2H2 cộng với 3O2 điều kiện nhiệt độ cho ra 2CO2 cộng với 2H2O. Còn đối với acetylene, phản ứng cháy được viết như sau: 2C2H2 cộng với 5O2 điều kiện là nhiệt độ cho ra 4CO2 cộng với 2H2O. Và thứ hai là cả hai đều tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom. Cô viết ethylene dưới dạng cấu tạo thu gọn để các em dễ quan sát: CH2 nối đôi CH2 cộng với BR2. Các em nhìn thấy trong công thức này có chứa liên kết đôi, và trong liên kết đôi này thì chứa một liên kết kém bền, và liên kết kém bền này dễ bị đứt ra trong phản ứng hóa học. Vậy thì cộng với brom sẽ cho ra sản phẩm là Br nối đơn CH2 nối đơn CH2 nối đơn Br, và sản phẩm này được đọc như sau: đây là 1,2 dibrom etan. Ta có thể viết gọn lại là C2H4 cộng với Br2 cho ra C2H4Br2. Còn đối với acetylene, acetylene có công thức cấu tạo dạng thu gọn là CH nối 3CH. Ở đây các em nhìn xem, đây là liên kết cách 3, và trong liên kết 3 này thì có hai liên kết kém bền, và hai liên kết này dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học. Thì đầu tiên nó chưa đứt hai liên kết mà chỉ đứt một liên kết kém bền thôi. Và cộng với brom tạo ra sản phẩm là Br nối đơn CH nối đôi CH nối đơn Br. Sản phẩm này được đọc tên là 1,2 dibrom eten. Đây các em nhìn thấy ở đây, sản phẩm vẫn còn liên kết đôi đúng không? Vậy thì vẫn còn một liên kết kém bền đúng không? Vậy thì nó sẽ tiếp tục tác dụng với brom tạo ra sản phẩm là Br2CH nối đơn CH Br2, và đọc tên sản phẩm này là 1,1,2,2 tetrabrom etan. Tổng hợp hai phương trình ta có thể viết như sau: C2H2 cộng với 2Br2 cho ra C2H2Br4. Như vậy cả ethylene và acetylene đều tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom. Và các em biết dung dịch brom có màu vàng nâu, nhưng khi dẫn khí ethylene và acetylene vào dung dịch brom thì dung dịch trở nên mất màu do ethylene và acetylene phản ứng với brom trong dung dịch, và người ta cũng dùng dung dịch brom để nhận biết hai khí này. Và thứ ba là phản ứng trùng hợp. Phản ứng này chỉ xảy ra đối với ethylene, còn acetylene thì không có phản ứng trùng hợp. Thì đối với ethylene ta có N phân tử CH2 nối đôi CH2 dưới điều kiện nhiệt độ xúc tác áp suất sẽ cho ra sản phẩm là CH2 nối đơn CH2 tất cả N lần, tên gọi là polyethylene. Tóm lại, tính chất hóa học giống nhau của hai chất này là đều tham gia phản ứng cháy và đều tham gia phản ứng cộng, cụ thể là cộng với dung dịch brom. Riêng ethylene còn có thêm phản ứng trùng hợp. Và chúng ta đã vừa học xong tính chất hóa học của ethylene và acetylene, và bây giờ các em sẽ chuyển sang phần ứng dụng. Các em nghĩ xem ethylene và acetylene có ứng dụng như thế nào? Và đối với ethylene trước, ethylene là nguyên liệu để điều chế ra BE hay là PVC, sản xuất ra rượu ethylic, axit acetic và kích thích quả màu chính. Cô cho các em xem cái hình ảnh sau. Cô có 12 quả chuối, trong đó có 10 quả chuối xanh và 2 quả chuối đã chín. Bây giờ cô muốn làm cho quả xanh mau chín thì bằng cách cô xếp các quả chín vào giữa
thì tất cả các quả xanh sẽ chín đều nhanh chóng. Và điều này được giải thích như sau. Cách làm trái cây mau chín, phần em có biết. Từ lâu, người ta đã biết khi xếp một số quả chín vào giữa sọt quả xanh, thì toàn bộ sọt quả xanh sẽ nhanh chóng chín đều. Tại sao vậy? Bí mật của hiện tượng trên đã được các nhà khoa học phát hiện khi nghiên cứu quá trình chín của trái cây. Trong quá trình chín, trái cây đã thoát ra một lượng nhỏ khí ethylene. Khí ethylene sinh ra lại có tác dụng xúc tiến quá trình hô hấp của tế bào trái cây và làm cho quả xanh mau chín. Nắm được bí mật đó, người ta có thể làm chậm quá trình chín của trái cây bằng cách giảm nồng độ ethylene do trái cây sinh ra. Điều này đã được sử dụng để bảo quản trái cây không bị chín dẫu khi vận chuyển đi xa. Ngược lại, khi cần cho quả mau chín thì người ta có thể thêm ethylene vào để kích thích quá trình hô hấp của tế bào trái cây. Và tiếp theo, ta chuyển sang phần ứng dụng của acetylene. Hiện nay, acetylene có rất nhiều ứng dụng trong đời sống và trong công nghiệp sản xuất của chúng ta. Trước hết, ethylene có công dụng là hàn xì. Nó là thành phần trong đèn oxy acetylene dùng để hàn và cắt kim loại. Các em biết, khí acetylene cháy trong oxy, ngọn lửa có thể lên tới 3000 độ C. Vì vậy, đây là một ứng dụng vô cùng cần thiết của loại khí này, giúp cho quá trình xây dựng, lắp ráp và sử dụng kim loại hay là uống các kim loại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thứ hai, dùng để sản xuất ra các hợp chất poly hay còn gọi là sản xuất nhựa PVC để chế tạo ra các loại dụng cụ từ nhựa hay là sản xuất cao su, axit acetic và nhiều hóa chất khác. Có thể em chưa biết, hiện nay việc tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học từ acetylene có những bước phát triển mạnh mẽ và to lớn. Ví dụ, người ta đã tổng hợp được pheromone, đó là các hợp chất hóa học do sinh vật tiết ra để thông tin cho nhau. Pheromone có tính chất hấp dẫn, lôi cuốn đồng loại khác giới, gọi là pheromone giới hay còn gọi là chất dẫn dụ giới. Sử dụng chất dẫn dụ giới, người ta có thể tập trung côn trùng, chẳng hạn bướm đực, đến địa điểm đặt thuốc để tiêu diệt chúng mà không cần phải phun thuốc tràn lan trên đồng ruộng. Thì nãy giờ chúng ta đã nghiên cứu xong một số tính chất và ứng dụng của ethylene và acetylene. Sau đây, chúng ta đi vào phần bài tập. Bài tập thứ nhất, bài tập 1, sách giáo khoa trang 122. Các em hãy làm cho cô bài tập sau đây. Hãy cho biết trong các chất sau. Thứ nhất, CH3 nấu đơn CH3. Thứ hai, CH nấu 3 CH. Thứ ba là CH3 nấu đơn CH2 nấu đơn CH3. Thứ tư, CH nấu 3 C nấu đơn CH3. Thứ năm, CH2 nấu đôi CH2. Thì chất nào có liên kết 3 trong phân tử và chất nào làm mất màu dung dịch brom lỏng? Và chúng ta trả lời như sau. Đối với câu A, chất nào có liên kết 3 trong phân tử thì các em hãy nhìn lại 5 công thức mà cô đã cho. Các em nhìn vào thì rõ ràng chúng ta thấy trong công thức số 2 có chứa liên kết cái 3 và trong công thức số 4 có chứa liên kết cái 3. Vậy thì câu A trả lời chất có liên kết 3 trong phân tử là câu 2 và câu 4, tức là CH nấu 3 CH và CH nấu 3 C nấu đơn CH3. Tiếp theo, chúng ta đi sang câu B. Chất nào làm mất màu dung dịch brom lỏng? Các em biết, trong hợp chất hữu cơ, chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom khi trong phân tử của nó chứa liên kết đôi, liên kết cái 3. Vậy câu trả lời của chúng ta là câu 2, câu 4 và câu 5. Cụ thể là chất làm dung dịch mất màu và brom lỏng là CH nấu 3 CH, CH nấu 3 C nấu đơn CH3 và cuối cùng là CH2 nấu đôi CH2.
Các em làm cho cô bài tập số 2 là bài tập 3 sách giáo khoa trang 122. Biết rằng 0,1 lít khí ethylene ở điều kiện tiêu chuẩn là mắc màu tối đa 50 ml dung dịch brom. Vậy thì nếu dùng 0,1 lít khí acetylene ở điều kiện tiêu chuẩn thì có thể làm mắc màu tối đa bao nhiêu ml dung dịch brom ren? Ethylene có công thức là gì các em? Là C2H4 và acetylene có công thức là C2H2. Bây giờ chúng ta viết phương trình như sau. C2H4 cộng với BR2 cho ra C2H4BR2 và sản phẩm này đã cân bằng rồi. Tiếp theo, acetylene C2H2 cộng với BR2 cho ra C2H2BR4, ta cân bằng ở đây hệ số 2, 2BR2. Vậy tỷ lệ C2H4 với brom là 1:1, còn tỷ lệ giữa C2H2 và brom là 1:2. Vậy theo phương trình hóa học, cứ 1 mol C2H4 phản ứng với 1 mol brom, đây là phản ứng số 1. Còn phản ứng số 2, cứ 1 mol C2H2 thì phản ứng với 2 mol brom. Theo đề, đề bài cho là 0,1 lít khí ethylene và đề bài cũng cho là 0,1 lít khí acetylene. Vậy thì số mol của ethylene và acetylene là như nhau. Vậy thì từ phương trình 1 và phương trình 2 ta suy ra số mol brom phản ứng với C2H2 gấp 2 lần C2H4. Vậy thì tích dung dịch brom bị mất màu cũng tăng gấp đôi và thể tích sẽ bằng 50 nhân 2 sẽ bằng 100 ml. Và bài tập số 3. Bài tập có 3 lọ mắt nhãn đựng 3 khí không màu như sau: CH4, C2H2, CO2. Bằng phương pháp hóa học, các em hãy nhận biết các khí đó và viết phương trình hóa học xảy ra. Các em nhìn thấy, đây là khí CO2. Và các em biết rằng khí CO2 thì nhận biết bằng gì? Bằng dung dịch nước vôi trong. Vậy thì đầu tiên, ta dẫn lần lượt các khí vào dung dịch nước vôi trong là CaOH 2 lần. Mẫu khí nào làm vẩn đục nước vôi trong? Đó là khí CO2. Và ta viết phương trình CaOH 2 lần cộng với CO2 cho ra CaCO3, đây cái tủa, cộng với H2O. Và khí nào không làm đục nước vôi trong? Đó là khí CH4 và C2H2. Và bây giờ ta nhận biết hai khí này bằng cách nào đây? Các em nhớ lại cho cô, C2H2 là acetylene và trong công thức này có chứa 1 liên kết 3. Còn CH4 là metan và trong công thức này là chỉ chứa liên kết cái đơn. Vậy C2H2 chứa liên kết 3 thì ta nhận biết bằng dung dịch brom. Vậy thì ta dẫn lần lượt các khí chưa biết vào dung dịch brom. Dung dịch brom thì có màu vàng nâu. Vậy thì mẫu khí nào làm mất màu dung dịch brom, tức là mất màu vàng nâu, thì đó là khí C2H2. Ta viết phương trình C2H2 cộng với 2BR2 cho ra C2H2BR4. Và mẫu khí không làm mất màu dung dịch nước brom, đó là CH4. Thì nãy giờ chúng ta đã học xong chủ đề giới thiệu về một số hydrocarbon không non. Thì bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chúc các em học tốt. Thân ái chào các em.